Mình vừa về được mấy cái dao khủng, kích thước rất là khủng trong làng dao Nhật. Thường những dao Nhật thì kích thước của nó rất là nhỏ. May có một cây quắm hàng hoàn toàn như mới. Cái này của Tosa, sử dụng thép giấy xanh, cán còn nguyên tem và chữ trên cán, bề mặt vân búa vẫn còn nguyên. Cái này thì là tình trạng xài lướt hoặc có thể là chưa xài một chút nào. Dày, cái này phải dày chừng 8 ly. Cái này có một cái bao đi kèm. Hàng hoàn toàn mới. Nó như vậy. Lưỡi dài 35 mà phần rộng nhất nó vào hơn 8 cm, dày chừng 8 ly. Cái này thì người nào có sức khỏe mới dùng được cái này. Hàng hoàn toàn như mới. Một bộ gồm 4 cây dao này. Dao rất là mỏng, nhưng mà hàng 3 lớp, có chữ ở trên cán. Hàng này không biết là người ta dùng làm cái việc gì. Hàng thì hàng 3 lớp xịn. Đây mình sẽ test cụ thể. Ba lớp, nổi vân rõ luôn. Khi tiếp xúc với FNCL 3 lớp. Lõi thì rất là cứng, nhưng mà siêu mỏng. Này dày chừng chưa đầy 1 ly. Mà trong cái đó thì lưỡi dao rất là thẳng, không bị biến dạng. Bởi vì cái thân dao của nó 3 lớp, nó ốp và thép ở giữa rất là cứng. Cái này thì chữ khắc ở trên cán. Dòng này mài chắc là vất vả. Có một cây Suzuhiki bản lớn nhất mà mình từng gặp. Cái này lưỡi dài tới 25 cm. Và nó rất là dày, 25 cm. Anh em nào sưu tầm được cây nào lưỡi dài tới 25 cm này chưa? Bản 7.8. Hoàn toàn như mới. Cán. Cái này khi về thì cái phần lưỡi của nó có bị mẻ và mình đã xử lý bớt. Cho nên là cái vóc dáng của Suzuhiki nó đã bị hạn chế đi. Và Suzuhiki thì cái phần lưỡi của nó khá là bầu và nó nhỏ ở hai bên. Cái này khá là dày. Dày thì trong, dày cả da mũi. Trong này phải dày tới chừng 6 ly. Hoàn toàn như mới. Và một cây 3 lớp hàng thủ công. Cái này kích thước cũng rất là tốt. Lưỡi dài 22.2, tổng thể là 24.5. Bản cái này được 8.2. Cái này thái thì tuyệt vời. Dao bãi mà lưỡi dao còn rất là bén. Bạn nào mua bộ này dùng, có vẻ về chế
chế làm hai cây dao, hai cái dao thái rất là mỏng. 34 34.3, có cây dày cây mỏng, cái này dày hơn một chút, cái này dày chừng 2 ly và sát cán đấy. 35 bản rộng, cái này 6.7, thẳng tắp, không có bị cong vênh bởi vì cái dòng này nó rất là cứng, dao rất là thẳng, lưỡi dao cũng vậy, chỉ có mẻ thôi. Mẻ dao Nhật mẻ, hầu hết là mẻ bởi vì là cái lõi của nó rất là cứng và nó rất là mỏng. Còn nếu mà dao như bị quằn thì nó là dao kém chất lượng, lõi bị mềm, còn lõi bị cứng thì nó sẽ mẻ. Các bạn đi mua dao Việt Nam cũng vậy, những cây dao nào có mẻ dăm, những cây dao đó rất là thép, rất là già, rất là cứng. Rất là ấn tượng cái này. Cái này rất hàng rất khủng, hàng ít gặp. Làm sao người Nhật lại làm một cây dao quặm lớn như vậy? Cán còn rất là chắc. Thép tuyến xanh thì thường thường cái bề mặt của nó hay có những vết xước kiểu như hình vân nan. Cái này thì không vân nan nhưng mà vết xước. Kinh nghiệm của mình như vậy. Cầm rất là nặng.